mà thắp nhang cho bà ngoại mà. Bị cào ra đi chứ, nếu mà như con mà con làm nó sợ quá nó đái nhiều quá rồi luôn mà lấy biết chơi mà lấy nhiều kích nữa rồi ba mới lao ra rửa sạch rồi để lên cái miếng kia cái bắt đầu nằm xuống liền xuống liền vậy mà thấm nhang lên xuống mà thấm thấy con nó nằm vậy mình thấy nó thoải mái thì cuối cùng là mình mới xem lại chứ. Thương con mà ô nó nằm cho mình ba nào ô chụp chặt ô nó nằm mình ba xuống không nằm mình ba xuống không con phải dán lên nha. Chị bệnh không tới hả Xu Xu? À biết chị bệnh không có tới hả? À thấy không, chị nằm trên mình ba nè, đó thấy chưa, thấy không, đó thấy không chị nè, đó thấy chị không? Thứ ba nè,